giá đô la Mỹ đột ngột tăng trở lại. Giá đô la Mỹ ngân hàng và tỷ giá đô la Mỹ chợ đen mới nhất hôm nay mùng 7 tháng 12. Tại thị trường trong nước, dạng sáng ngày mùng 7 tháng 12, tỷ giá trung tâm USD trên VND tại ngân hàng nhà nước được niêm yết ở mức 23.658 đồng trên USD. Đi ngang so với phiên giao dịch trước, tỷ giá tham khảo đô la Mỹ tại sở giao dịch ngân hàng nhà nước giữ ở mức 24.840 đồng bán ra tỷ giá đô la Mỹ trong các ngân hàng thương mại hôm nay được điều chỉnh tăng, giảm trái chiều nhau. Cụ thể, dạng sáng nay, tại ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua, bán đô la Mỹ ở mức 23.870 đến 24.180 đồng trên USD, đảo chiều tăng 110 đồng trên USD chiều mua và chiều bán so với mức niêm yết trước. Ngân hàng ACB niêm yết giá đô la Mỹ ở mức 23.800 đến 24.300 đồng trên USD mua, bán không thay đổi chiều mua và chiều bán so với mức niêm yết trước. Tại TPBank, niêm yết giá mua, bán đô la Mỹ ở mức 23.735, 24.275 đồng trên USD, tăng 85 đồng trên USD chiều mua nhưng giảm 25 đồng trên USD chiều bán so với mức niêm yết trước. Ngân hàng BIDV giao dịch mua, bán đô la Mỹ ở mức 23.870 đến 24.150 đồng trên USD cũng đảo chiều tăng 70 đồng trên USD chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng Techcombank niêm yết giá đô la Mỹ ở mức 23.848, 24.145 đồng trên USD mua, bán, giảm tiếp 130 đồng trên USD chiều mua vào và giảm 145 đồng trên USD chiều bán ra so với mức niêm yết trước. Ngân hàng Vietinbank niêm yết giao dịch mua, bán ở quanh mức 23.815. 24.215 đồng trên USD. Đảo chiều tăng 15 đồng trên USD chiều mua và chiều bán. Tại ngân hàng Shibibank, giá mua, bán đô la Mỹ giao dịch ở mức 23.840 đến 24.190 đồng trên USD. Giữ đà giảm 130 đồng trên USD chiều mua và chiều bán. Sáng nay, các ngoại tệ mạnh trong giỏ thanh toán quốc tế tiếp tục được điều chỉnh theo chiều giảm giá. Cụ thể. Tỷ giá đồng Euro giữ đà giảm 36 đồng trên EUR chiều mua và giảm 38 đồng trên EUR chiều bán so với mức niêm yết trước. Giao dịch tại Vietcombank mua, bán ở quanh mức 20.539,25.912 đồng trên EUR. Tỷ giá đồng bảng Anh cũng giữ đà giảm 68 đồng trên GBP chiều mua và giảm 71 đồng trên GBP chiều bán. Niêm yết tại Vietcombank giao dịch mua, bán quanh mốc 28.526 29.742 đồng trên GBP. Tỷ giá đồng đô la Canada giảm 141 đồng trên CAD chiều mua và giảm 148 đồng trên CAD chiều bán. Tại Vietcombank giao dịch mua, bán ở quanh mức 17.221, 17.954 đồng trên CAD. Tỷ giá yên nhật hôm nay giảm 1 đồng trên GPI chiều mua và chiều bán. Tại Vietcombank giao dịch mua, bán ở quanh mốc 171 đến 181 đồng trên GPI. Tỷ giá ngoại tệ thế giới. Chỉ số đô la index DXY. Đo lường đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt EUR. Yên đứng ở mức 105,1. Giảm 0,19 điểm tương đương 0,18% so với phiên giao dịch trước. Tỷ giá đô la Mỹ trong phiên ổn định trong khoảng 105 điểm. Cao hơn so với đầu tuần chỉ số dịch vụ ISM tháng 11 của Mỹ vừa công bố cao hơn dự báo của Dujon và tăng so với mức tháng 10. Hiện 1 euro đổi 1,051 đô la Mỹ chấm 1 bảng Anh đổi 1,221 đô la Mỹ chấm 1 đô la Mỹ đổi 136,28 yên chấm 1 đô la Mỹ đổi 1,363 đô la Canada. 1 đô la Úc đổi 0,673 đô la Mỹ chấm 1 đô la Mỹ đổi 0,939 franc Thụy Sĩ. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cộng gần 9 điểm cơ bản lên 3,588%. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép vẫn có thể tăng cao lãi suất trong đợt tới. Đây là nguyên nhân chính hỗ trợ đồng bạc xanh. Chỉ số đồng đô la và đô la tương lai mỗi loại giảm 0,4% và được giao dịch ở mức yếu nhất kể từ cuối tháng 6. Với việc các nhà đầu tư bám sát và dự báo của Phép về các đợt tăng lãi suất nhỏ hơn trong thời gian tới, Fed giảm dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ năm 2023 từ mức 0,5% xuống còn 0,2% bởi tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ gia tăng. Dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc năm 2023 cũng giảm từ 4,5% xuống còn 4,1% do triển vọng phục hồi xây dựng nhà ở suy yếu. Báo cáo của Fitch Ratings cũng dự đoán lãi suất cơ bản do Fed ấn định sẽ đạt đỉnh ở mức 5% và trường hợp của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB là 3%.